luôn, mà vừa ốm mà lúc đó còn đen nữa. Đi xuống 2 kg. Em ở càng tường cái bàn nó giống như đuôi ưới á. Em còn nghĩ là hôn là có bao. Nhìn giống cái bánh kem dâu quá. Hello Kitty. Dạ. Chào hai em. Dạ. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ. Em xin kính chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Mai Hồng Nguyên, năm nay là 27 tuổi. Nghề nghiệp em là tư vấn dịch vụ ô tô. Thế còn bánh kem? Em tên là Phạm Thị Hồng Nhung, em cùng 27 tuổi. Trời sao trẻ hơn cái tuổi quá trời quá đất. Dạ. Làm gì Nhung? Dạ em làm nhân viên IT. Thì ngày hôm nay tụi em định tham dự chương trình vì lý do là bạn chồng em cực kỳ mê cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cho nên là mà bạn chồng em thì không đủ tuổi nữa, cho nên là em quyết định là phải trói trong lõi mặt ở trên truyền hình. Nói chung là anh rất là nói chung là anh rất thích em bởi vì em rất thật lòng. Dạ. Và vợ chồng em đến đây tham dự chương trình này là bởi vì chồng em rất thích chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em ơi, hình như em là đến từ Huế đúng không? Quê gốc của em là Nghệ An. Nhưng mà còn em là Sài Gòn đúng không? Dạ không, quê gốc của bố em á là ở Thanh Hóa. Sao giọng Đồng Nam hay quá vậy? Nhưng mà em đẻ cho ông đây. Đẻ trong đó. Cho tôi nghe giọng tưởng đâu. Bình Kỳ. Dạ. Hai bạn quen nhau là như thế nào? Có phải là bạn này đi mua xe gặp bạn này cua không? Dạ không. Thì cách đây là hơn 12 năm. Hai đứa em là lên cấp 3 học chung lớp. Bạn này lúc đó là nhỏ, nhỏ lớp lớp mà vừa lùn mà vừa ốm mà còn lúc đó còn đen nữa. Đó. Giờ đẹp rồi, giờ em đẹp. Ừ, giờ đẹp rồi. Thôi đó là ấn tượng về chồng em là cao, ốm, tóc bù lũ, đi sụn 2 cái răng. Sụn 2 cái răng. Sụn 2 răng nào? Dạ, 2 răng cửa. Chạy xong rồi hay cười lắm. Em ở cạnh tường cái bàn này giống như đuôi ưới á. Rồi đã súng mà còn hay cười đúng không? Dạ. Rồi từ khi nào mà hai em mới quen nhau? Lên học đại học. Lúc đó là bắt đầu quen. Thế thì yêu nhau có chia tay chia chân gì không? Dạ có 2 lần ấy. Một lần là sau khi yêu 1 tháng. Với một lần là sau khi được 4 năm gì ạ. Mà ai là người chủ động đòi chia tay? Dạ. Rồi lý do gì? Dạ, giống như có cảm giác giống như là yêu mà giống như mình không có làm gì hết. Nói vợ là giống mình yêu nhau mà giống như anh em vậy đó. Không có chán lắm. Chị em gái đó. Không làm chuyện đó lắm. Dạ, đúng rồi. Nắm tay có gì đâu. Dạ không. Không có gì hết á. Chưa. Má luôn. Chưa. Không luôn. Đúng là chán thiệt. Xong rồi cái vợ em á khóc quá trời. Em đòi chia tay cái gì? Dạ đúng rồi. Cái lý do gì sao em cho làm đại cho rồi đi? Em đâu có biết gì đâu chị. Em còn nghĩ là hôn là có bao. Trời. Ủa lúc đó là lớp mấy rồi? Dạ năm nhất đại học. Bộ hai đứa sống trong rừng. Tại em coi phim á. Cứ hôn nhau xong nó thấy có bao à. Cái hôn nó làm gì nữa mất ngộ chứ. Đâu biết. Trong đâu thấy đâu em biết. Ông xã là ức chế cho nên thôi nghĩ chia tay cho chia tay đúng không? Dạ. Rồi sau đó chắc là cho làm gì đó cho nên mới quen lại đúng không? Dạ không thì không, khóc. Sau đó là mùng 2 Tết á. Cái là tối mùng 2 Tết là em lên nhà vợ em. Đó em mới kêu thôi hai đứa mình thử yêu lại coi. Thử yêu lại coi cảm giác nó khác không? Đó thì có gì không? Dạ thì em ngồi nói chuyện buổi tối đó với bố mẹ vợ em. Xong rồi cái khi ra về á thì vợ em ra cổng tiễn em về. Cái là em đòi hôn vợ em. Rồi trong lời bắt đầu là mình yêu lại đó. Lúc đó là bắt đầu có cảm giác là tại hôn rồi cho nên cảm giác nó khác. Rồi đúng không? Dạ. Rồi. Dạ có chứ. Một cái. Hôn một cái à. Rồi cái lần thứ nhì chia tay là cách 4 năm sau. Dạ. Lý do? Lý do là chồng em càng nặng với một cái bạn cao hơn em, xinh hơn em. Lại còn mãi lũng đông tiên nữa. Nhìn vậy không dễ thương bằng em đâu, sẽ hơn em. Nói chung là bạn đó nhìn nó nhưng mà đẹp. Đẹp mà giống như là có duyên hơn á. Rồi ai là người chủ động chia tay? Chắc bên này với... Dạ, đợt đó là từ nhà chồng em không có chơi điện tử nữa. Cái xong rồi thì lơ mình, cái em cũng chán quá rồi. Cái em cũng nghĩ, cái em hỏi chồng em á, ủa anh nó cảm nặng có nào vậy? Cái chồng em nói thiệt. Cái xong rồi em cao cầu cảnh sẽ ổng. Sao nữa? Cao cầu cảnh sẽ rồi thì em nói thì thôi, bộ nắm chặn rồi em cũng chặn cho nên nó chia tay đi. Ừ.
Thì xong rồi em đề nghị lại là thôi từ từ đi, năm cuối đại học của em, cho nên là từ từ chia tay thì anh cua được cô đó thì cua, mà không cua được thì thôi. Từ từ hãy chia tay để cho bọn em tập trung để năm cuối thi tốt nghiệp á. Dạ đó. Thì từ từ hãy chia tay. Để thi cho nó yên ổn á. Rồi xong cuối cùng sao? Mấy tháng sau thì em thấy bạn này là hình như có cảm giác là muốn quay lại với mình á. Rồi là hình như hết với bạn kia rồi, cho nên là thôi em quay lại với anh này. Đúng rồi, phải thương hơn thôi. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà hai đứa kết hôn? Cái này em nhiều như vậy. Có phải là do cái tiếng bảo của ai cưới không? Dạ có, tiếng bảo của giải thương. Ôi, bảo, bảo gì? Giải thương. Bảo của giải thương. Tức là em có đòi cưới, là vì em ra đi làm trước và em ra trường sau. Và lúc đó thì cũng chưa ổn định á, em đòi cưới mà vợ em không có chịu. Xong rồi cái phần này đem vợ nó và em nói. Trong em nói em cưới mấy lần em không có chịu. Cái lần đó là em chơi game thẳng một chuyện du lịch đi honeymoon ở Thái Lan, cho tổng cục với Thái Lan tổ chức. Kỹ xong rồi em nói trong em chết rồi, giờ thẳng rồi làm sao mà điều kiện là phải có giấy đăng ký kết hôn mới được đi. Kỹ xong em nói trong em á, giờ á em chơi thẳng rồi, cũ lo về á mà nói với mình, về xin bố mẹ em cho mình làm đăng ký kết hôn đi, rồi năm sau mình cưới, không hả em không được đi chơi hả, em không chịu đâu. Em có backup sẵn plan rồi, là em nói trong em viết một cái giấy cam kết là có rất là nhiều điều khoản. Em nhớ không nhầm á là nó dài một trang A4 này luôn, mười mấy điều luôn. Nhưng mà chỉ nhớ nhất là không được có bầu trước khi cưới, mà đã quyết định yêu thì phải cưới. Không được bỏ giữa chừng. Có nghĩa là chúng vì cái giải thưởng đó đó mà chúng quyết định đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà đi đăng ký kết hôn thì sợ phạm quy cho nên là đưa một cái nội quy trước rồi ký vô mới được. Nhưng mà mình hỏi xoáy vào cái vấn đề luôn nè, cái chuyến đi honeymoon đó có moon không? Đúng rồi, không có moon. Không luôn hả? Không, chỉ có hình này thôi chứ không có moon. Hụt hẫng gì? Không có moon. Tại vì cái nội quy đưa ra rồi đâu dám làm gì đâu. Rồi bao lâu sau cái chuyến đi đó rồi thì mới moon? Sau đó chắc 6 tháng rồi mà. Có vui không? Dạ vui. Ai là người chủ động? Chồng em, nhưng mà tại tụi em không có kinh nghiệm á. Hung mà còn có thai mà. Thì thật ra đến giờ tụi em cũng hung chưa, nó chưa nhuần nhuyễn lắm. Vẫn chưa nhuần nhuyễn lắm hả? Mấy năm rồi? Hai bên luôn. Dạ, ít năm rưỡi rồi. Mà cũng chưa nhuần nhuyễn luôn. Sao quân của ai mới lại? Mấy hả? Tức cơ đúng không? Tức luôn. Tức không em? Có em. Kể chi tiết mình đi. Trời ơi. Khó quá, bỏ qua đi. Bỏ qua đi, em thiệt. Rồi, còn dở mộng gì về người đàn ông này không? Trong em được cãi là cứng em như cứng chừng vậy á. Cái gì cũng chiêu hết á. Nhưng mà nhiều lúc em cũng cảm thấy khó chịu nhiều cái. Nhưng mà em chỉ nói là cái vấn đề là uống thuốc kháng sinh hơi bị nhiều. Hơi nhức đầu tí, uống thuốc. Hồng mới rát tí, uống thuốc. Sổ mũi mới rát. Uống thuốc. Cái gì uống thuốc anh? Cái gì uống thuốc? Tức là chồng bị nghiện thuốc đúng không? Bị nghiện thuốc luôn á. Lúc đầu thì mới về thì em cứ nghĩ chuyện đó bình thường. Cái xong rồi ông này ông về con khen cái con nhỏ bán thuốc mà tay nữa. Trời ơi. Cái xong rồi em tức quá. Cả nguyên một vóc rồi nè. Em mang vào trong nhà vệ sinh em ném hết trơn. Vẫn chưa hết. Cái xong rồi em tức. Em nói chứ. Không phải được rồi. Bữa đó là nè. Chưa chung đẹp cái. Em dọa, em grab cào mặt nó ra. Ra cào mặt con bạn thuộc mà đụng vào một tiệm là thôi. Con mẹ bạn thuộc cũng xinh lắm. Xinh lắm. Như vậy là cố tình. Mình thì ít mà giả bộ thì nhiều đúng không? Đúng rồi, em nghĩ giọng dài luôn. Thậm chí là thèm bệnh lắm luôn á. Yeah. Rồi bao lâu thì mà em mới hết uống thuốc của cái cô đó? Thì bây giờ em hạn chế rồi. Có nghĩa là uống thuốc. Uống thuốc nhiều. Uống thuốc nhiều mà không phải là có cái mục đích đúng rồi. Đó. Đó, rồi còn gì nữa? Thật ra tình em hơi mê chơi chút, si tín á. Kỹ sống rồi đến tối về thì em muốn rủ chồng đi chơi. Rồi em cũng hay đi du lịch nữa, thích dẫn chồng đi chơi như vậy. Mà chồng có chuyện đi. Kỹ chồng em cứ suốt ngày nói em là kiềm chế bớt. Kỹ suốt ngày cứ cái chữ kiềm chế á, nó ám ảnh em luôn. Nó làm cho em cảm thấy nó bức xúc á. Có lần ha em râm em nói chứ. Không có kiềm chế gì hết nữa. Có nghĩa là chồng em tạo cho em một cái sự dị ứng với cái chữ kiềm chế. Cái hai cái từ kiềm chế đúng không? Dạ.
Em tức lắm bộ. Rồi tức là để đó đi bây giờ. Cô vợ em có tiếng xấu gì không? Rất là quy tắc. Ví dụ như chồng là phải làm đám cưới cho vợ thành hình tráng. Rồi cưới xe hoa đó, chồng phải chở vợ, không để người khác chở. Mà ở dưới quê em mà đi kiếm xe để mà tự mình lái thì hơi khó. Chỉ có xe bò thôi. Dạ đúng rồi. Xe bò tự lái được. Đó, nhưng mà cuối cùng là cũng phải năn nỉ được cái ông chủ xe đó để cho mình lái. Dạ, nhưng mà ông ngồi sau lưng hai đứa chứ không cho hai đứa tự thuê xe không. Rồi gì nè? Ví dụ như là em đi nhậu về. Quy tắc là khi mà về là phải tự thay đồ được, không có thay đồ giùm. Rồi giờ hai đứa mong muốn thay đổi ở nhau như thế nào? Thường á là em ra quy định á là một năm á thì có thể là đi chơi hai lần, nhưng mà vợ em á thì năm vừa rồi á đi 4-5 lần luôn. Mà một năm cứ đăng, hai cứ đăng, lần đúng rồi, cứ đăng ký cho em là bắt ép em đi suy nghĩ việc để đi mong muốn thay đổi là bớt mê chơi lại, bớt đi chơi. Du lịch lại. Dạ đúng rồi. Chưa. Dạ. Rồi giờ mong muốn thay đổi điều gì thêm nữa? Nói chung là vợ em thì cũng ok rồi. Chỉ có nhiều thôi. Dạ, bớt nhiều lịch thôi. Rồi còn em, người đẹp. Bệnh uống thuốc lại. Xong rồi dành em đi chơi nhiều chứ. Nào cái tiệm thuốc tây của cô đó đem đi chỗ khác thì chắc là anh hết bệnh luôn đó. Trời ơi, hai bạn này dễ thương quá trời luôn à. Chị chỉ mong là hai bạn lúc nào cũng vô tư vui vẻ như thế này trong cuộc sống vợ chồng. Thực ra là hai bạn này có đều có mong ước cùng một cái điều, nhưng mỗi người ước một kiểu. Chồng thì ước cho vợ là bớt đi chơi lại, còn vợ thì ước là chồng đi chơi với em nhiều nhiều một chút. Đó thì thành ra cái này hai bạn tự điều tiết nha. Rồi bây giờ hai bạn đến đây ngày hôm nay, ngoài cái chuyện đến đây để mà giao lưu trò chuyện, thì hai bạn còn có mong muốn là có một em bé không? Dạ có. Có thì anh xin chúc cho hai em sau khi ra về sẽ có một tin vui. Một em bé kháu khỉnh sẽ chuẩn bị sẽ xuất hiện trong nhà của hai bạn, sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho hai vợ chồng càng thêm kháng khích nha. Hai vợ chồng em cũng cảm ơn anh Phúc Thạch. Cảm ơn. Dạ là ngày mai là sinh nhật của chồng em, thì em muốn tặng cho em chồng em một cái bánh sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật chồng. Năm sau nhà mình ba người dẫn nhau đi chơi. Hay quá. Rồi đó, vợ đứng lên tặng chồng đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cô này chạy tăng tăng ra thách bịch quà. Cái quái mới gặp nhau mà tặng quà chi, xong mở ra coi đúng chắc hai chai đều là ít men. Xong cái thấy cô bé này cũng phải quan tâm mình đây. Thấy cô bé được. Ít anh hỏi nè, tại sao lần đầu tiên gặp á mà không tặng cái khác? Tặng dầu thơm hay là dầu ăn? Nói chung là biết sao, em quen người trước mà mua quà được nó tặng, mà nói chung là hai người xích mích cái không tặng. Cái để lâu quá, 5-6 tháng rồi, sợ nó hết đá thôi tặng luôn cho rồi. Trời. Mà gặp đúng cái sao, gặp đúng được ngày sinh nhật ông này nữa. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến, hôm nay em 27 tuổi và em làm là nhân viên văn phòng. Còn em? Dạ em tên là Võ Duy Minh, hôm nay em 30 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Hai em gặp nhau trong trường hợp nào? Chat nhau qua mạng hả? Em là dân IT, nói chung là làm máy tính suốt không có thời gian ra ngồi. Và lên mạng xã hội rồi chat chiếc với mấy cô gái rồi vậy. Chat chiếc bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tùng à. Không tuần. Tưng á, tưng á. Em người miền Trung. Dạ, người Quảng Nam. Quảng Nam. Rồi, tuần là gặp. Một tuần gặp nhau ngoài đời, đúng chưa? Vậy thì ấn tượng của từng bạn ra sao về đối phương của mình? Dạ, một tuần gặp nhau mà cho em leo cây hai lần rồi anh. Sao vậy? Lần đầu tiên hẹn xong cái mình ở nhà chuẩn bị xong xuôi, cái nhắn tin là anh bận không xuống được. Dạ. Rồi lần thứ hai cũng vậy luôn. Cái em mới nói nhắn tin, em nói lần thứ ba quá tam ba lần khỏi gặp nhau luôn đi nha. Thì cái lần thứ ba mới chịu đi gặp đó. Hai lần trước chắc đó phải ở nhà sửa máy tính. Dạ không có, tại cũng đâu có muốn quen, gặp vui vui đâu mà. Nhưng mà khi gặp rồi thì như thế nào? Dạ đầu tiên gặp cô này thấy đang dừng xe ở đầu hẻm, xong cô này chạy tan tan ra thách bịch quà. Cái quái mới gặp nhau mà tặng quà chi, xong mở ra coi đúng chắc hai chai đều là X-Men. Xong cái thấy cô bé này cũng phải quan tâm mình đây. Thấy cô bé được. Yến anh hỏi nè. Tại sao lần đầu tiên gặp á mà không tặng cái khác? Không tặng dầu thơm hay là dầu ăn? Là biết tặng... sao không? Em quen người trước mà mua quà được nó tặng, mà nói chung là hai người xích mích cái không tặng. Cái để lâu quá, 5-6 tháng rồi, sợ nó hết đá thôi tặng luôn cho rồi. Trời. Mà gặp đúng biết sao, gặp đúng gần ngày sinh nhật ông này nữa.
Trời gần ngày sinh nhật nữa, cái biết gần ngày sinh nhật cái thôi tặng luôn cho rồi sẵn dịp chứ ai không không tưởng tặng quà kỳ á, mà tặng nó có lý do chứ. Trời ơi, cũng may là cái dầu nó còn đá chứ không là gọi cái đầu chắc giống như tôi nữa. Vậy thì hai bạn quen bao lâu thì mới cưới nhau? 10 tháng là em cưới. Nói chung hai chồng em á là quen nhau tới cưới nhau là không có cầu hôn, không uống cà, không có cà phê lãng mạn gì hết á. Em nhà bạn này ở Long Khánh á, thấy học hành cũng ổn, công việc cũng ổn vậy. Rồi cái có câu chuyện là bạn này vẫn thất nghiệp thời gian 4 năm tháng á, mà hỏi thất nghiệp rồi tiền đâu tiêu, cái không em đưa được 4 năm chỉ vàng luôn. Đưa được 4 năm chỉ vàng dạ luôn. Xong cái anh kêu quái không có việc làm mà tiết kiệm được vậy, giỏi quá. Em kêu thôi cái này đúng mẫu người mình gặp rồi, chắc tới luôn đó. Đây, là tới hôn nhân luôn, mọi chuyện đến một cách dễ dàng tự nhiên vậy đó. Dạ. Như là hoa cỏ mùa xuân vậy đó, không là hôn vậy. Vậy thì em hỏi nữa đi, em hỏi bây giờ lúc đi. Mà cưới nhau về rồi có ổn không? Dạ đánh đêm tân hôn vui không? Dạ tân hôn cưới. Anh Hâu thì cũng bình thường như mọi người thôi. Mà nó có dễ dàng như là tình yêu của tụi em dạ cũng bình thường vậy luôn á. Vậy á trời, cứ bình thường dạ. Thôi. Đám cưới xong á không bình thường á. Ồ đám cưới xong đó không bình thường hả? Thì là... có nhiều tật xấu lòi ra thì sao bình thường. Ủa anh đâu muốn nghe cái đó. Bây giờ ai là người nói trước đây? Dạ để em, để em. Tính tụi xong, hai người này đều dành nói trơn. Thôi nói chung là cái gì cũng là phụ nữ sẽ luôn luôn được ưu ái. Dạ để em. Đầu tiên bà này là tính bà hay nóng tính lắm. Nóng tính vừa là la lối ông sùm vậy đó. Mà nguyên nhân nóng tính là tính cầu toàn. Ví dụ như muốn lau cái nhà rồi bà lau, bước một là lau cái này, bước hai là phải giặt giẻ xong lau lại. Còn em thì người xề xòa, cứ miễn sao la nó khô sạch được rồi, đẩy cái được rồi. Dạ đẩy ra qua trái qua phải vậy đó. Rồi thế là bà không dễ bắt làm lại. Thì lau nhà em hỏi anh, ví dụ như lau từng góc đi không, đứng vòng tròn á lau dần 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 để sao nó sạch được. Em nhìn em không thích là em la. Cái rửa chén cũng vậy á, rửa chén dưới chén nó mở không à, kêu rửa lại không chịu, nhăn thì em nhăn lại, bắt rửa thôi, bắt làm lại còn được thôi. Mình làm lại để em bực mình, em la. La, bả la lại. Dạ, bả la lại, hai chồng thấy là bả dặn nhau. Nói chung là hai chồng em là khắc khẩu. Ngủ hợp. Ngủ hợp. Dạ, ngủ nhau, ngủ nhau là hợp. Tại vì lúc đó cái miệng. Bất cứ chuyện gì ở nhà hai đứa mà làm chung là cãi nhau hết. Ừ. Tại sao nằm chung lại không cãi? Vậy cái đó nó điều bí hiểm quá anh. Huyền diệu. Nếu mà nó nghe nè, mỗi lần mà gây nhau vậy á, ai là người thắng? Em nhường cho bà này thắng hết. Cỡ nào phải cãi bà thắng hơn thôi mà. Bà phùng mang trận má lên vô là quất đớp chát liền chứ đâu có hiền gì được. Em mà mỗi lần gây vậy thì cái cường độ âm của bên nào mạnh hơn? Bà thì âm thanh nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là đều. Ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Lúc mà em gây lộn là em không có lên xuống tông giọng, em cứ vậy em nói thôi đó hả? Dạ em nói thôi, mà nói ngày này qua ngày khác thôi. Trời ơi, cứ mưa dầm thấm lâu vậy đó. Dạ, bởi vậy nên, mà cái giọng y chang vậy luôn, không có lên cao xuống thấp luôn. Dạ không. Đâu có, có giờ nào giận lắm cơ, giận lắm thì mới là lớn luôn. Dạ. À. Tại vì nói chung là nhà có mấy chồng, hai chồng thống nhất rồi, có mấy chồng với con là không có giận nhau ở nhà. Có gì ra ngoài đường cũng tiếp. Bả ra đường. Đi ra đường luôn á. Khỏi đang đi ngồi không? Đường dài xong cái bắt đầu bắt lau chuyện ra bà xã đó là giang hồ nhìn em giống như vậy người nhảy xuống là xong rồi tới chiều về hết. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Ông này chắc không có điểm gì xấu đâu. Đúng đâu không? Xấu đầy chứ. Trời ơi xấu đầy luôn á. Cái tập đầu tiên là lười tắm. Ở dơ hả? Ở dơ lắm luôn á. Cưới nhau về nó phát hiện luôn á. 3 ngày tắm lần nữa thôi nha. Trời ơi. Mà làm đủ mọi cách rồi đó. Thật ra ông tiết kiệm nước mà. Dạ. Em cũng hay biện minh dạ. Tiết kiệm cho nhà nước, ngân sách nhà nước. Trời anh nói đúng ý luôn. Nhưng mà trước khi lên đây thì hôm qua có tắm không? Dạ. Hôm trưa em bắt tắm rồi chứ mới cho lên chứ. Cho tắm đi chứ. Đi qua chương trình là phải tắm nha anh. Rồi lười tắm rồi còn gì nữa không? Nói chung ông này cũng nóng tính lắm. Thì đó bởi em ấy qua với lại cũng cọc nhau không à. Chứ lại vô tâm nữa. Dạ có rồi. 3 ngày mới tắm vậy sao dám cho bồng em bé? Thì bởi em ấy nói từ lúc có con thì cải thiện bớt á chị. Mới về là 3 ngày mới tắm. Ừ, từ từ 2 ngày. Còn giờ là lâu lâu cũng có 3 ngày. Nhưng mà có má ở cái bên mắt kè kè rồi. Cứ nhắc ngày nay không tắm nha. 2 ngày rồi không tắm nha. Má 3 ngày rồi không tắm nha. Má có chỉ em cái chiêu nào để mà cho chồng? Dạ có chứ, đợt hồi lúc mà mới cưới á, cái họ điện hỏi thăm, cái kêu với má ơi, ảnh làm biến tắm lắm. Má kêu cho mày lấy cái nước á, tạt vô cho nó, hoặc là hả lấy nước mắm xịt vô cũng được, đi tắm liền à. À dạ. Để em có làm thử không? À, nói chung em làm thử, em tạt nước thôi chứ nước mắm không giúp dùng. Nó nghe nè, nghe em kể xong rồi tôi nhìn thấy trong mắt em nó có một khối u buồn. Là bởi vì nhất là cái đêm tân hôn tôi thấy tội nghiệp em quá. Không có anh, mấy cái chuyện
đó là phải đi tắm đó. Muốn gì muốn phải vô trụng cái đúng không? Thì có bữa mình cũng vô mình trụng sơ sơ, mình lấy khăn mình sạc 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 mình mở nước cho ra xong. Rồi có khi nào mà chồng mà không chịu tắm á mà cứ xin xỏ hoài rồi em mềm lòng không? Em nói là em giờ không tắm là tối nằm ra chỗ khác, không cho ngủ gần, rồi không cho đụng, rồi nói chung là cấm tiệc, rồi không thèm nói chuyện luôn. Cũng được vài tuần cái cũng xiên xiên tắm, tắm xong về sau như lời cũ, hơi chịu luôn. Có đợt xong mua cái bảng về để ngày nào tắm mấy lần. Đánh dấu vô nữa mà, hằng ngày phải đánh dấu cho em mà chập cũng quên à. Ê, có khi nào bây giờ em không thích ổng tắm nữa không ta? Tại vì em nghiện cái mùi rồi. Không. Nói chung là nhiều khi ba ngày không tắm á, em nằm gần á, em kêu hôi mùi dán không đi tắm em đi. Bà mặc muốn nhiều tắm nữa, anh khổ vậy đó. Ủa em từ nhỏ là em đã sợ tắm hay là lớn lên mới sợ tắm? Chắc có thể là nhỏ giờ. Bây giờ má biết lắm, má biết ngày tắm nhớ giùm luôn. Ngày bây tắm. Giờ thử đi, bây giờ mình đừng tắm nữa mà mình nhờ vợ mình lau mình cho mình. Thôi không dám đâu. Có là em xối từ trên đầu em xối xuống lau mình vậy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là vô tâm. Thì lúc mà em mới sinh xong á, kêu là chở đi mua cái đầm để đi đám cưới. Cái đi trên đường về nói chứ thôi đi về với con đi em, cuối tuần anh chở đi mua. Mà em biết từ lúc người ta mời đám cưới tới lúc đi đám cưới á là hả 2 tháng luôn á, mà đâu mua được cái đầm đâu. Rốt cuộc về em không đi được đám cưới luôn, đâu có đầm đâu, đi đám cưới sinh xong mặc hết rồi, mấy đầm cũ đâu mặc vừa nữa đâu. Thì sau này em vô hùng nén em nói cho thằng trận luôn, đi giữa đường em la lớn luôn á. Trời ơi sao chọn những cái chỗ độc địa không à. Tại vì hai vợ chồng biết sao không, đi làm á là đi chung xe nên bởi vì có gì là đi ra đường xả thôi, còn nhà không dám xả. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn em xả thay đổi điều gì? Dạ xuyên tắm một chút. cái mật độ tắm á là nó như thế nào? Dạ bây giờ là cũng xuyên rồi tại có má em nữa à. Nên nói chung là ngày nào không có tắm buổi tối mà sáng dậy tắm xong đi làm à. Cũng có 2-3 ngày nay mưa quá không tắm luôn à. Cả nước biết lười tắm rồi à. Đó, ý đồ của vợ là hôm nay bắt chồng đi tham gia là để đó. Phải tắm thường xuyên thôi đó. Rồi còn gì nữa không em? Quan tâm vợ nhiều hơn chút. Dạ, từ ngày có con thì thấy bớt rồi. Cái gì cũng con hết trơn á, về với con đi em, ở nhà rồi. Chơi với con đi em nè. Còn bạn? Bớt cái tính cầu toàn đi, xì xòa chút xíu cho em dễ thở à, để cho nó tắm chút xíu à. Bớt nóng tính lại. Ôi giờ em đánh đổi đi, bỏ hai cái thói xấu đó với điều kiện là chồng xuyên tắm. Dạ. Bây giờ đồ có qua có lại đi, ngoéo tay đi rồi bây giờ anh tắm nhiều em bớt nóng tánh à, vậy thôi được á. Vừa tắm mà vừa bớt vô tâm lại thì không tắm luôn mà cũng mềm. Dạ. Nhớ nha, tại vì ở đây là có ghi hình nha, có bằng chứng nha, có bằng chứng rồi nha. Cái móc tay đó là không có móc suông đâu nha. Dạ. Rồi thôi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi, lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Dạ. Nha. Dạ. Rồi chào em. Trên Facebook thì thấy ảnh cũng được, em nhìn từ xa sao già dữ vậy trời, rồi làm quen rồi đòi cưới luôn. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son được đồng hành từ nhà tài trợ, đó chính là bột giặt nhiệt APA sạch tinh tươm. Và hôm nay hai cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị gì đấy. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ em chào. Có hồi hộp, có run rẩy điều gì không? Dạ không. Hơi hồi hộp đúng không? Hỏi cho một tràng pháo tay nó khích lệ đi. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Đoàn Quốc Anh, năm nay 29 tuổi, em hiện đang là kỹ sư nông nghiệp. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Lê Anh Thư, năm nay em 23 tuổi à. Hiện thì em đang kinh doanh váy cưới. Không biết là cái váy cưới này có phải là ở cửa tiệm em không ạ? Váy cưới này là đám cưới em bận. Wow. À vậy cái vương miện vậy luôn hả? Dạ không à. Là của anh make up cho à. Rồi hai em hãy cho anh biết là cái tình yêu của hai bạn bắt đầu từ khi nào và lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhau thì nó hơi phức tạp, tại vì chồng thấy vợ trước rồi vợ mới thấy chồng sau. Ủa là sao? À, có nghĩa là cách đây 3 năm thì em có đi chụp hình dạo ở công viên Lê Thị Riêng á. Thì lúc mà em ra cổng thì em thấy bạn vợ đang đứng tung tăng ở trước cổng á. Em nhìn ồ gái. Ồ gái. Nói với bạn đi theo. Ồ nhỏ mất mặt mà sao thấy quen quen. Cái là rút điện thoại ra coi lại trong Facebook thì hóa ra là đã kết bạn trong Facebook rồi à. Mà là thấy là ngoài đời nhưng mà cũng chưa có biết gì nhau hết. Thì sau đó mới về mới bắt đầu đi like hình của bạn vợ. Bắt đầu like dạo. Dạ like dạo. Like đến một hôm á thì thấy bạn vợ like lại à. Cái là bắt đầu mong men qua làm quen, rủ em ơi đi chụp hình đi. Cái là
đồng ý hẹn nhau ra cà phê để bàn kế hoạch chụp hình. Thì đó là lần đầu tiên vợ để gặp chồng. Rồi, vậy thì cái ngày mà em nhận lời làm người mẫu cho anh này thì em thấy ảnh sao? Ở trên Facebook thì thấy ảnh cũng được, cũng khá khá. Mà trước hôm chụp thì tụi em đi cà phê bàn concept chụp hình. Cái em ngồi quán cà phê em đợi anh đi vô. Em nhìn từ xa, em thấy trời ơi, sao già dữ vậy trời. Bận không áo, áo sơ mi nha, quần tay à. Bắt xách cái giỏ đi, đem mất kiến đi vô. Em nói trời ơi, già quá, không được, không được. Cái tới gần một xíu, cái em nhìn trời ơi, sao mặt lủng 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 lỗ, mặt lỗ quá trời. Em mất cảm tình lắm. Với lại ảnh nói cái giọng ảnh chép 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 vậy nè. Giống như nhiều chuyện vậy đó. Đó, em không có thích lắm. Cái ngồi nói chuyện có bạn em đi theo nữa. Xong tính tiền cà phê, cái em nói thôi anh để em trả tiền cho. Thôi em học sinh em làm gì có tiền mà em trả tiền. Thôi để anh đi làm cho. Cái em nói thôi kỵ để em trả cho anh. Thôi vậy em trả đi em. Tự nhiên ảnh giống như anh thùng rơm vậy. Rồi cuối cùng em là phải trả tiền. Xong mai mốt đi coi phim thì em cũng trả tiền luôn. Em nói chung là thất vọng vì ảnh lắm. Về đó hả? Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì cũng có rủ đi chụp thêm 2-3 lần nữa. Rồi có một thời gian không gặp nhau. Năm vừa rồi em quay về em đòi làm quen rồi đòi cưới luôn. Ồ vậy đó. Ủa vậy tụi em quen nhau bao lâu? À, em quen nhau được một tháng là anh đòi cưới rồi. Nhưng mà biết nhau bao lâu? Biết nhau phải hơn một năm lận. Có nghĩa là biết nhau hơn một năm, xong rồi xa nhau cũng gần một năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gặp lại nhau đúng một tháng là cưới luôn. Dạ đòi cưới thôi. Chứ đòi em cũng cưới. Chưa. Ủa sao mà em chấp nhận cho anh cưới vậy? Em đi coi bói, thầy bói nói hai đứa hợp, giàu lắm em cưới luôn. Trời ơi. Mấy nay thấy sao, giàu chưa? Thấy được chưa? Thấy cũng khá khá thôi. Đó gì đúng rồi. Cưới bao lâu rồi? Cưới được hơn nửa năm. Vậy thì sau khi các bạn cưới nhau về thì vỡ mộng gì về người bạn đời của mình? Cực kỳ nhiều luôn. Phải không? Kể anh nghe đi. Anh nhiều chuyện lắm. Trời ơi, chùm nhiều chuyện luôn. Anh nhiều chuyện còn hơn em nữa. Vậy hả? Ví dụ như đang nhà hàng xóm mà gây lộn nha. Ngồi bật dậy, chạy xuống, bắt đầu tắt đèn trong nè, đóng cửa lại rình có ai nhiều chuyện xong lên kể em nghe. Trời ơi, vụ hai người chửi nhau quá trời luôn em. Chà, bà tắm dữ nha. Rồi đi ngoài đường nữa anh. Cái ai mà đụng xe hay gì đó, anh không có dừng lại, quay qua. Đi, em lo đi, lo dòm dòm, những biết ông quay là ông dòm. Ông có nhiều chuyện chùm luôn. Rồi em lúc mà đám cưới đó thì bạn bè của ảnh cấp 2, cấp 3 hoặc đại học tới chúc mừng xong rồi còn nói chồng em nhiều chuyện lắm á thư. Mà em đâu có tin, bây giờ em tin rồi đó. Nhiều chuyện là có từ hồi cấp 1, cấp 2 tới giờ luôn đó, đúng không? Ôi sao toàn là những cái tính đáng yêu không vậy? Còn nổ nữa. Em có một người bạn, người ta đi du học ở Nhật về. Cái hôm đó ảnh về rồi xong cái vợ chồng em đi ăn uống chung với ảnh. Cái vô cái xong anh này vô chào anh. Em nghe nói anh bên Nhật mới về phải không? Ừ đúng rồi em. Có anh ở chỗ nào? Anh ở Osaka. Em cũng ở Nhật đó, nhưng mà không ở Osaka, ở đảo khác à. Nhưng mà nha, ở Osaka dân cư vậy vậy đó nha, không có bằng bên em. Rồi không khí sao sao, anh kể như đúng rồi vậy em ngồi nghe. Xong em im em không nói em về mà. Ủa anh đi Nhật nào anh không kể em nghe vậy? Anh đi nào em? Anh chưa từng đi luôn. Bạn anh đi về kể em nghe. Còn gì nữa không? Ngủ ngáy quá trời, ngáy cuộc đời em chưa thấy ai ngáy lông trời lỡ đất như ảnh hết trơn á trời. Tối á là em mới phân công nha, anh quay mặt qua bên kia nha, đừng có quay qua hướng em, ngáy em ngủ mới được. Ừ anh biết rồi. Anh ngủ khoảng chừng nửa tiếng sau là anh quay qua, anh đưa cái mỏ ngay lỗ tai em luôn. Bắt đầu anh ngáy mà em ngủ không có được. Anh lấy tay em che miệng anh lại. Cái anh tỉnh, anh xin lỗi giờ. Anh không ngáy nữa. Thấy không? 5 phút sau ngáy y chang vậy rồi. Bây giờ cưới về rồi thì thứ bảy chủ nhật anh hay về với em. Còn mấy ngày anh không có ở Sài Gòn chung với em á thì em nằm ngủ mà em nằm mơ em còn nghe tiếng anh ngáy nữa. Em ám ảnh đến mức độ như vậy luôn. Rồi xong rồi cái bạn bè gặp em á, Thư ơi sao dạo này mắt mày thâm quầng dữ vậy? Nó ngủ được khỉ vậy đâu. Tối ngày cứ nghe tiếng nó không ngủ không có được. Em có cách nào trị không? Không còn cách nào hết trơn vậy. Thì em đi khám thì người ta nói là bây giờ ôm chăn mền chiếu gối vào trong tai mũi họng đi. Ngủ đó một đêm cho người ta đo. Là đo đêm 3 triệu. Nếu mà bị á là phải giải phẫu, tốn thêm còn khoảng 20 mấy triệu nữa, hình như em nhớ là 28 triệu á. Rồi ông ngáy vô đã đi. Rồi thôi bây giờ để ngáy luôn đi. Đúng đi. Sống chung với lũ. Em hiểu. Chắc tiếc tiền lắm, em tiếc tiền lắm. Ồ vậy đó hả? Anh hỏi luôn nè, chồng em đi làm xa như vậy để em ở nhà mình như vậy. Thì ông xã em có ghen không? Em nghĩ là ghen ngầm á. Không lộ.
không có lộ, không có dám nói vậy đi. Có một lần em đi chơi với bạn em về, cái em chụp hình check in là có cái dính cái chìa khóa thôi. Anh về em nói thằng đó đi Exciter hay là No 4 nè nha, hỏi sao anh biết, nhìn chìa khóa là biết rồi. Cái em không nói nữa, anh nói lần sau anh mà thấy đi với thằng nào nha, anh mà bắt được anh quýnh liền luôn, quýnh tại chỗ luôn. Sao anh không quýnh em, em đi mà ngu sao quýnh em. Em quýnh anh lại. Chỉ vậy thôi chứ không có cằn nhằn. Bây giờ trước khi mà anh hỏi cái mong muốn thay đổi của hai người thì anh cho em một cơ hội nữa đó, anh còn cái tính xấu gì nữa không? Đi lên trên Tây Nguyên đi làm á, cái ảnh hay nhắn tin cho em thôi, mà em thì em không có thích nói nhiều trên mạng lắm, em thích ra ngoài gặp mặt nói chuyện vui vẻ hơn. Đi có hồi em đi chơi em đang làm gì, cái vợ yêu ngủ ngon, vợ yêu ăn cơm chưa, vợ yêu vậy đi đâu đó, em cảm thấy phiền của ông này thì về giận lộn em. Anh nhắn tin em phải trả lời nha. Mà em thì em lại muốn là anh về với Sài Gòn chơi với em hơn là ở trên đó. Nhắn tin vậy thêm bực thêm, ví dụ thứ bảy chủ nhật lễ vợ chồng người ta đi chơi, em ở nhà đã bực bội rồi, còn ổng là ăn ngon ngủ ngon em không có. Nhưng mà lý do gì tại sao em không về được? Tại vì cái công việc là nó theo cái thời vụ á, thì đúng cái thời vụ thì mình phải đi làm thôi. Còn bình thường thì vẫn về được thứ bảy chủ nhật. Tức là thường là ảnh về thứ bảy chủ nhật, nhưng mà dạ, cũng có những lúc là thứ bảy chủ nhật anh không về. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện không về có thường xuyên không? Cũng tùy, thí dụ như trong cái tháng đó rồi kiểu như là cây cối với chởn nó bệnh hay sao đó, thì ảnh đi sâu quá anh không về với em được. Những lúc vậy là khó chịu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em cũng hy vọng là ảnh về Sài Gòn ở với lại hai bên gia đình cũng mong có con lắm, nhưng mà em ở nhà, cái nhà có một mình không có ai hết trơn á. Ví dụ như em lúc em, ví dụ mà có em bé đi rồi ở nhà không có chồng phụ giúp em hay cái gì đó, em cũng băn khoăn lắm, em chưa có em bé. Chưa muốn đúng không? Dạ. Là mong muốn thay đổi là cái dạ, công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Nói chung là muốn vợ thể hiện tình cảm nhiều hơn với chồng xíu đó, nghĩa là nhắn tin nhắn đi lại đáp lại cái, dạ, dạ, cái tin nhắn của mình với lại thoáng thoáng chút chứ đừng tiết kiệm quá. Em chỉ hỏi nè, dạ, em đánh giá em giỏi không? Em yêu cái công việc của em không? Dạ nếu mà về công việc thì yêu, nhưng mà còn giỏi hay không thì hên xui. Dạ. Tại vì chị thấy rồi nè, thực ra bây giờ kỹ sư nông nghiệp á ít lắm. Dạ. Mà bây giờ á em biết rồi đó, cái tình hình mà gọi là về thực phẩm của mình ở đây á, nó đang cái tình trạng mà báo động như thế này á. Thì với những người mà kỹ sư như chồng em á, không những là cần thiết cho riêng bản thân em mà cần thiết cho rất nhiều người luôn, thì thành ra là cái thời gian này á, chị nghĩ là cái ước mong của em là chính đáng chứ nó không có gì sai hết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rộng ra một chút xíu nữa, thì nếu như anh ấy thực sự là một nhân tài đi, mà bây giờ anh ấy bỏ cái công việc của anh thì nó quá phí. Phí cho mình và phí cho rất nhiều người. Đó. Còn tại sao tụi em không nghĩ tụi em có một căn nhà nhỏ trên Tây Nguyên đi. Đó là chị nói ví dụ vậy ha. Đó là về cái ước mơ của em đối với ảnh. Thì nó sẽ giữ được rất nhiều thứ. Giữ ảnh cho tất cả mọi người, giữ ảnh cho cái nghề của ảnh. Còn cái ước mơ của ảnh theo chị là tương đối chính đáng, có nghĩa là trên Tây Nguyên á cũng buồn lắm chứ không có vui gì đâu. Nhiều khi gặp hôm nào trời lạnh nữa, nhớ vợ thì Huy nhắn tin cho mình, mất cái gì mình không nhắn tin lại. Biết đâu chị ở trên đó thiếu gì, gái Tây Nguyên cũng đẹp lắm. Không, nhưng mà ảnh còn nhắn tin cho em là có trong lòng ảnh chỉ có em thôi. Thành ra nếu mà kệ chồng mình nhắn tin cho mình thì mất cái gì đâu mà mình không nhắn lại. Dạ. Chị thấy là cái con đường mà chồng em đang đi á, trời chị trân quý dễ sợ luôn á. Hiếm lắm em. Hiếm lắm á. Anh nghĩ là hai em sẽ có thời gian để mà ngồi mà tính tới cái tương lai như thế nào nha. Dạ. Xin cảm ơn hai em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ anh chị. Bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy, hấp dẫn quá. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm cơ. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng không phải. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son rất vui mừng được sự đồng hành của bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Chào hai em. Hai em có thấy hồi hộp, có cảm thấy căng thẳng gì không? Dạ không. Chú rể có không? Dạ một chút à. Một chút luôn. Thôi cho tràng pháo tay cho chú rể. Cái một chút cho nó biến mất đi. À. Rồi xin mời hai em giới thiệu về mình. Em là Mai Bảo An, là 26 tuổi, hiện đang là kỹ thuật viên cơ khí. Còn em? Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 25 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng công ty Nhật. Lần đầu tiên các em gặp nhau là ở đâu? Cách đây 6 năm là lúc đó là em theo bạn em qua bên trường đại học Public, là lúc đó giờ em đang học bên đó. Cái em vào ngồi trước, cái đột nhiên cái em thấy một cô bé vào chởi, cái em nói trời ơi
sao bé nào mà nó xinh mà nó bốc lửa chứ vậy, nhìn hấp dẫn quá. Lúc đó là em tính phóng qua em xin làm quen rồi, nhưng bị cản trở nên không qua được, là lúc đó thầy đang dạy. Nhưng mà tới khi hết tiết thì không ai cản trở được nữa, phóng qua liền, phóng qua liền. Em rồi ngay số điện thoại và Yahoo liền luôn. Là cái ấn tượng đầu tiên về cái anh chàng mà anh phóng vô mình đó là sao? Rất là vô duyên. Mê gái cắn trợn. Dạ. Bạn này gặp bạn này là gục ngã liền đúng không? Dạ, gặp là chết liền đấy. Chết liền, giống như bạn này ấn tượng đầu tiên là bạn vô duyên quá. Quá vô duyên luôn. Tại vì em nhào cho em nói cũng sổ sàng lắm. Mà nói sao em có nhớ câu nói của anh không? Hết như lực khổng. Trời ơi. Nào là sao body em sexy thế? Đó tự nhiên nói làm ta mà vậy phải vô duyên. Cũng may mới chưa lột guốc bao quánh á. Nhưng mà mặc dù em ghét nhưng mà trong lòng không thấy. Em vẫn à, rất là khen mình nhớ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi bao lâu thì các bạn yêu nhau? Dạ ngay tối đó luôn. Sao hơi sốc vậy đó? Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ em yêu anh trước luôn á. Ủa sao vậy? Ủa vậy? Em cái câu chuyện này nó ngộ nghĩnh. Dạ nó hấp dẫn. Ông có sốc không à? Trưa đó là em xin số điện thoại, thì xong là chiều đó về là cái đầu em chat, cái đó em dò trúng đài bạn này là thích tiểu thuyết của Kim Dung rồi đó. Kiếm hiệp đâu. Bạn này mới thích Tiêu Phong. Cái thế là em diễn giải cho trò em một bùng Kim Dung luôn à. Thế là em Tiêu Phong do chúng đài. Rồi bà này tiêu luôn. Dạ. Rồi dính luôn. Kiểu tỏ tình không phải soái ca Hàn Quốc mà là kiểu tỏ tình theo kiểu kiếm hiệp, phu nhân, phu quân các thứ. Em nói thế là gục ngã lúc nào. Em nói là nhớ cái câu nào mà khiến cổ ấn tượng. Dạ em nói là phu nhân này à. Vậy bây giờ này có thằng lòng làm nương tử của ta không đó hả? Đó đúng rồi. Rồi á, nương tử nói như thế nào vậy nha? Cho anh trả lời sao? Nói dạ, thiếp bằng lòng đó mà. Ồ. Tôi ghét quá. Rồi đêm đó là dính luôn. Dạ, đêm đó tụi em quen nhau rồi. Sáng hôm sau là nắm tay. Là sáng hôm sau là em chạy lên nhà bạn này, em rước bạn này đi học. Thì từ bạn quận 7 này chạy lên quận 2. Nhà em ở ngay chỗ nhà bè. Trời ơi. Dạ. Sao vui vậy? Dạ. Thì đó 4 tháng trời là đeo dính vậy luôn á. Vậy đó hả? Dạ. 4 tháng. Rồi là 4 tháng sau là cưới luôn. Dạ không, lúc đó là em ngỏ lời cưới. Rồi xong rồi 2 tháng sau nữa là cưới, là quen 6 tháng. Là 6 tháng. 6 tháng là cưới. Cưới này được coi như cũng mấy năm. 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Cái lúc yêu thương nhau á, cái khó khăn trở ngại nhất là đoạn đường xa hay là còn cái gì trở ngại nữa không? Trời ơi quá trời luôn. Dạ. Ba mẹ em á cấm không có cho quen anh này. Tại vì nói là hả ngoại hình không có đẹp, rồi lại này nọ các thứ, rồi nhà xa. Đó sợ mai mốt và lỡ mà có thương quá rồi lấy rồi sao mà về thăm ba mẹ. Thế là không có cho quen, rồi cấm cản, rồi không có cho tiền em đi học luôn. Rồi bắt là phải có người chở, rồi tịch thu điện thoại các thứ, rồi kiểm soát điện thoại đó. Giờ không bao giờ quản lý mà tự nhiên giờ quản lý. Rồi làm sao các bạn vượt qua được những cái khó khăn đó? Cứ trốn vậy xong rồi cái em mới nói là thôi vậy hai đứa mình lấy nhau đi. Để ba mẹ khỏi cản nữa. Rồi cũng đỡ phải đường xa nữa. Rồi cái bà này mới nói là giờ quen mà mẹ còn cấm vậy sao cưới được. Rồi thế là em bày kế ra. Kế gì? Giả bộ có bầu. Thật sự là không có. Ờ. Em mới về em nói thôi mẹ ơi giờ con lỡ con có cốt nhục của anh ấy rồi. Cốt nhục? Dạ. Sai đúng văn đó. Đúng văn. Giờ thôi giờ ba mẹ đừng có cấm cản nữa. Ba mẹ nói không phải chó tao. Rồi sao đó, rồi cái xong rồi thì cũng quỳ gối năn nỉ van xin lại lục các thứ đủ các kiểu. Ba ngày. Còn ông này cũng chai mặt lên lại lên luôn. Lại lục luôn, năn nỉ luôn, em xin luôn. Ây da thiệt là thảm quá hả? Dạ. Ây da thảm lắm. Bao lâu mình nhà thử? 3 ngày đó mà. Dạ tại vì đó em mời ba mẹ lên nói chuyện thì cũng nói qua rồi mới đồng ý. Bây giờ là ba mẹ em đã biết là tụi em gạt là có bầu em... hay là bữa nay mới biết? Chắc từ hôm nay sẽ biết đó. Bây giờ bữa nay là hết rồi đó mũi già. Hay à. Nhưng mà bây giờ cũng sao rồi. Rồi bây giờ thì sau khi mà ở với nhau rồi thì bây giờ là em có vỡ mộng gì? Trời ơi quá trời luôn. Trời ơi quá trời. Để em từ từ em liệt kê cho anh chị nghe. Cưới về nha, phát hiện ra là ngủ ngáy nè. Mà ngáy theo bài nhạc mà tấu luôn. Trời ơi. Chính bè luôn đó. Bè luôn, có bè luôn. Giờ có bè là thằng con em nó bè. Đó. Thằng con ngáy luôn. Nhạc trưởng kia, nhạc phụ nhà. Rồi ha. Không ngủ thì thôi mà ngủ một cái là ngủ như chết. Coi như trái nhà hay là động đất hay là sóng thần cũng không cần biết. Cái đó là ngủ ngon. Coi như là ngủ mà lăn mà diện tích mà 16m50 là cũng không có đủ cho ổng. Trời ơi, tả ghê quá. Đó, vậy á. Hình dung luôn rồi đó. Đó, mà ngủ mà nhiều khi nha, nửa đêm giật mình vậy thấy ông đè con luôn. Ngoài cái ngáy ra còn gì? Dạ có chứ. Ví dụ như ăn mà cái món gì mà thích á là ăn mà giống như là ăn xong là chết luôn á. Chứ không phải ăn xong để sống nữa. Ngon phải ăn chứ.
Bây giờ món ăn ngon mà bây giờ mình ăn là mình sẽ phải đã ối ra luôn. Đó cũng gì cũng gì như vậy cho nên là bây giờ cái người mới mập như vậy. Ngày xưa em là rất là dư cân, body ngày xưa rất là đẹp chứ bộ. Mà tại vì từ hồi mà lấy vợ xong rồi đó, cái vợ có em bé phải mua đồ cho vợ ăn bồi bổ mà. Thế là em dư thì em ăn phụ chứ bỏ uổng. Đúng rồi. Thế là vợ bao nhiêu ký thì em bấy nhiêu thôi. Dạ, cái chuyện mập mà nó có ảnh hưởng đến một số cái. Có chứ, ảnh hưởng quá trời luôn, dạ, mất hứng. Ai mất hứng? Chồng mất hứng hay vợ mất hứng? Em mất hứng. Rồi giờ tới em đi. Dạ. Mà xã em chắc đâu có tính xấu gì đúng không? Dạ. Xấu nhiều lắm chứ. Nghi ngờ, hoang tưởng ghê lắm. Ví dụ em đi làm mà về trễ thì nghĩ em đi đâu đó đi luôn rồi không muốn về á. Giống như em nói là 9 giờ về nha, mà 9 giờ 1 phút về là em nói 1 phút đó ghé qua hôn con nào cái mới về đúng không? Mà em có tin chắc chắn luôn cái điều đó không, hay là cái đó em muốn giỡn chơi với chồng thôi? Em biết thôi. Là không có đâu, mà giống như em thích vậy đâu, thích áp lực gì đó. Giống như thích hỏi ông chồng con trả lời sao đúng không? Dạ. Kiểu như vậy. Kiểu mà thích áp đặt rồi. Vợ em có phải là người nóng tính không? Trời ơi, em nóng tính giả ghê hồn luôn á chứ. Ra đường người ta chạy lạng á, tự quay qua chửi người ta, sân si chửi người ta luôn. Nó trời ơi, mà con lạng chúng mình đâu, chúng người khác cũng chửi luôn. Nó chạy. Có nào bị người ta chửi lại không? Chửi, có bị người ta chửi lại chứ. Không, vậy là nghĩa hiệp mà. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, mình ra ngoài đường mình nói chuyện bất bình, ảnh hưởng trợ ảnh hưởng kiếm hiệp đó. Đúng rồi. Đúng rồi, tốt, đó là tốt. Trong lúc cãi lộn vợ em có khi nào mà vừa động khẩu mà vừa động thủ luôn không? Trời ơi, hoài luôn anh. Tại vì em toàn im không à, cho nó im. Cái thì em không trả lời quốc em luôn. Vậy hả? Xài kiếm hay xài cây? Em võ công đầy mình mà. Xài kiếm hay xài cây? Củ âm bạch cúc chảo. Củ âm bạch cúc chảo dấn lòng thầy bắt trưởng gì là quăng hết. Trời ơi. Dạ. Trưởng riết người đầy thẹo, tại bữa nay là vậy á, chứ bữa nào mà tập ghi mà thấy mở ra là người đầy thẹo. Dạ. Là làm gì quạo hả? Dạ thì củ âm bạch cúc chảo là cứ vào nhất nhất dương chỉ chọt chọt chọt. Trời ơi, thấy ghê quá. Thương em quá. Cắn luôn mà. Đúng là 13 bến nước. Thôi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Lớn chút xíu, bớt trẻ con một chút, chững chạc một xíu. Ủa em đâu có trẻ con đâu, em tiểu thư mà. Ừ, đó là bớt rồi. Đó là bớt tiểu thư một xíu. Lớn chút xíu. Em tiểu thư mà, em đâu có trẻ con đâu. Tiểu thư là. Dạ. Cái gì nữa? Cái gì? Như đó là em nghĩ là gia đình đủ hạnh phúc rồi. Còn có tiểu thư. Phải giảm cân thì chuyện vợ chồng nó mới tốt, mà chuyện vợ chồng nó mới tốt thì là nó mới làm cho cái cuộc sống hôn nhân nó mới tốt. Đúng không? Đó, thứ nhất là phải giảm cân. Giảm cân. Thứ hai á, đàn ông một chút xíu, bản lĩnh chút xíu. Kiểu như là đừng gì cũng nghe lời vợ, gì cũng hỏi vợ hết trơn, tự mình quyết định. Ừ, đại em làm nghề gì chị quên rồi. Em là kỹ thuật viên cơ khí. Kỹ thuật viên cơ khí. Dạ, em làm cho công ty của Nhật, nhưng mà sắp tới là em đi Nhật làm. Ồ, bao lâu? Dạ chắc khoảng 1-2 tháng nữa là em đi. Nhưng mà em có đi với chồng không? Dạ không, 1 năm nữa em mới đi. Như vậy là sắp tới là cô tiểu thư này sẽ phải xa chồng. Dạ, bay qua đúng được. Rồi. Vậy thì trước khi em lên đường sang Nhật, em có muốn nói gì với vợ em không? Là em phải mượn cái chương trình này nè, để dạ, mà em nhắn rồi. Vợ để ví dụ như em có đi qua bển á, cái vợ em có nhớ lên YouTube mở ra dạ, xem cái nghe lại chồng nhắn đúng mình vậy. Cái gì dạ. Đó. Dạ thì em cũng nói chung là anh cũng mượn chương trình Vợ Chồng Son này, anh cũng muốn nói với vợ là bao nhiêu năm qua là vợ cũng đã cực khổ và sống không có giàu sang với anh rồi. Thì anh hứa anh sẽ cố gắng mang cho vợ một cuộc sống mà như tiểu thư như thời mà ba mẹ vợ đã làm cho vợ. Đó, lại lót đường. Có dặn vợ ở nhà có dặn chăm sóc con như thế nào không? Dặn luôn, tranh thủ dặn. Đứng lên nói đi. Mình hứa dạ. Thì bây giờ mình phải muốn vợ mình có trách nhiệm như nào với con dạ, mình. Dạ, em đứng kế bên vợ em nói cho vợ. Ừ. Ôm cũng được, muốn dạ, làm thì cứ làm. Dạ. Vợ ở nhà cố gắng chăm con, mọi thứ đằng sau là có anh hết. Em thì em cũng hứa với anh là em bớt tiểu thư đi, em sẽ chững chạc lên, em sẽ là dâu thảo, mẹ tốt, vợ hiền, để anh yên tâm anh xây dựng hạnh phúc cho hai đứa mình. Ai da, một cái chục. Ai da, thiệt tình. Bây giờ lão bà muốn chúc hai đứa hả? 100 năm hạnh phúc hả? Dạ. Rồi mau đoàn tụ hả? Dạ, đa tạ, đa tạ. Ây da.